sự khuyến cáo của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc tiếp tục dẫn thêm một bước nữa để khẳng định yêu sách về chủ quyền tại Biển Đông. Ngày 21 tháng 4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã một lần nữa nghiêm khắc nhắc nhở Việt Nam rằng những tuyên bố của Việt Nam về chủ quyền ở Biển Đông là bất hợp pháp và những nỗ lực phủ nhận chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông dưới bất kỳ hình thức nào cũng vô hiệu quả và Trung Quốc sẽ thực thi tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ vững chắc gã chủ quyền lẫn lợi ích của Trung Quốc tại biển đông. Chỉ trong vòng một tuần lễ, Trung Quốc đã có nhiều hành động để khẳng định yêu sách chủ quyền tại biển đông. Ngày 14 tháng 4, tàu hải cảnh của Trung Quốc hộ tống tàu thăm dò địa chất hải dương 8 tái xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ngày 17 tháng 4, Trung Quốc gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc cáo giác Việt Nam chiếm đóng bất hợp pháp các đảo bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Nam Sa để tạo ra tranh chấp. Ngày 19 tháng 4, Bắc Kinh tuyên bố quần đảo Hoàng Sa là quận Tây Sa, quần đảo Trường Sa là quận Nam Sa, đặt lại tên cho 25 đảo Rạng San Hô và 55 thực thể địa lý. Ngày 21 tháng 4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố các khẳng định của Việt Nam về chủ quyền tại Biển Đông là bất hợp pháp và rằng đè sẽ thực thi tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền. Tại sao Trung Quốc lại chọn thời điểm này để leo thang, củng cố yêu sách về chủ quyền tại Biển Đông, cả trên thực địa lẫn trên diễn đàn quốc tế? Theo phán đoán của một số chuyên gia, kể cả chính phủ một số quốc gia, thì đó là vì cộng đồng quốc tế đang chật vật đối phó với Covid-19. Tuy nhiên, chỉ vì nguyên nhân như thế thì dường như chưa đủ. Theo nhà báo Trần Văn, dường như nỗ lực leo thang của Trung Quốc có liên quan mật thiết đến nhu cầu tổ chức thành công Đại hội thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo dự kiến, Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 sẽ diễn ra vào tháng Giêng năm 2021. Từ nay đến đó chỉ còn 9 tháng. Cách này 6 năm, cũng vào tháng 4, Trung Quốc đã bắt đầu kéo dàn khoan hải dương 981 vào thăm dò dầu khí tại Biển Đông. Ngày 2 tháng 5 năm 2014, dàn khoan hải dương 981 bắt đầu công việc thăm dò dầu khí tại lô 143 trong bản đồ dầu khí của Việt Nam. Nói cách khác, Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan Hải dương 981 đến thăm dò dầu khí ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, tại vị trí chỉ cách đảo Lý Sơn chừng 120 hải lý. Bất chấp phản đối của phía Việt Nam và chỉ trích của cộng đồng quốc tế, giàn khoan Hải dương 981 tiếp tục thăm dò dầu khí dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của hải quân và hải cảnh Trung Quốc. Ngày 27 tháng 5 năm 2014, Giang khoan Hải Dương 981 di chuyển đến vị trí mới, cách đảo Lý Sơn chừng 150 hải lý, nơi đó vẫn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ngoài biển, khoảng 80 tàu của hải quân, hải cảnh, kiểm ngư, vận tải và tàu đánh cá của Trung Quốc vần qua vần lại với 29 tàu của cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam các tàu của lực lượng thực thi luật pháp trên biển của Việt Nam liên tục bị các tàu của lực lượng vũ trang Trung Quốc đâm vào mũi, vào đuôi, vào hông, tấn công bằng vòi rồng, vân vân. Không chỉ có thế, các tàu của lực lượng vũ trang Trung Quốc và tàu đánh cá vỏ thép của Trung Quốc còn thực thi lệnh cấm lưu thông trên biển của Việt Nam, rượt đuổi, bắt giữ, tịch thu ngư cụ của các tàu đánh cá Việt Nam, hành hung ngư dân Việt Nam. Ngày 26 tháng 5 năm 2014, một tàu đánh cá của Việt Nam đã bị đâm chìm. Trên đất liền, các cuộc biểu tình phản đối hoạt động của dàn khoan Hải Dương 981 xảy ra liên tục ở nhiều nơi. Lúc đầu, những cuộc biểu tình diễn ra xuân sẻ, nhưng khi cường độ va chạm giữa Trung Quốc và Việt Nam tăng lên, thì các cuộc biểu tình bắt đầu bị đàn áp thẳng tay. Sau đó, các cuộc biểu tình ôn hòa trở thành bạo động. Từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 5 năm 2014, hàng chục ngàn công nhân ở Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương bỏ việc để biểu tình và đập phá, đốt cháy các công ty của giới đầu tư Trung Quốc, Đài Loan. Tình trạng tương tự cũng đã xảy ra ở khu kinh tế vụn án Hà Tĩnh. Hàng ngàn người đã bị bắt. Bên ngoài Việt Nam, người Việt cũng biểu tình trước đại sứ quán, lãnh sự quán Trung Quốc ở Hoa Kỳ, Đức, Tiệp Khắc, Đài Loan để kêu gọi bảo vệ chủ quyền quốc gia tại Biển Đông. Giang khoan Hải Dương 981 chiểm trị chỉ ngự trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cho đến ngày 15 tháng 7 năm 2014 và để lại cho Việt Nam vô số thiệt hại về chính trị, kinh tế, xã hội. Khoảng 18 tháng sau sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 thăm dò dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, vào ngày 8 tháng 12 năm 2015, trong buổi gặp gỡ với Tổng bí thư Đảng Cầm sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, các cử tri quận Ba Đình, Hoàng Kiếm, của thành phố Hà Nội. Nhiều người vốn là cựu viên chức của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam đã nhắc đến sự kiện này như một trong những yếu tố khiến họ cũng như nhiều người Việt Nam khác lo ngại cho chủ quyền quốc gia. Đáp lại, ông Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định rằng càng ngày càng thấy cách giải quyết vấn đề biển Đông của Đảng Cộng sản Việt Nam là đúng đắn. Thay vì trực tiếp trả lời những cử tri mà du lợi ích của cá nhân và gia đình họ luôn gắn chặt với sự tồn vong của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng không tránh khỏi hoang mang về các hành xử của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc và trong việc bảo vệ chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông. Ông Trọng lại hỏi họ, nếu để xảy ra đụng độ, thì tình hình bây giờ bất ổn thế nào? Chúng ta có ngồi đây mà ban việc tổ chức đại hội đảng được không? Chúng ta xử lý mối quan hệ với Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản như thế có hợp lý không? ông trọng đã tỏ ra rất tự tin và tự hào khi tự trả lời câu hỏi do chính ông ta nêu ra ông trọng nói ta chơi với tất cả mà họ đều phải nể trọng không phải vô tình mà vừa qua cùng lúc chúng ta đón ba nguyên thủ lớn cùng đến việt nam vừa đón ông tập cận bình xuống sân bay lại thay cờ trang trí ngay để đón tổng thống ý không rõ ông trọng quan niệm như thế nào về nể trọng đặc biệt là sự nể trọng mà Trung Quốc cũng như ông Tập Cận Bình dành cho Việt Nam và cho chính ông Trọng. Tuy ông Tập Cận Bình được Việt Nam tiếp đón trọng thể, được mời trò chuyện với Quốc hội Việt Nam vào ngày 6 tháng 11 năm 2015, công khai hứa hẹn sẽ cùng Việt Nam nhìn về đại cục, hướng về lâu dài, tôn trọng lẫn nhau. Nhưng ngay ngày hôm sau, ngày 7 tháng 11 năm 2015, khi đến thăm Đại học Quốc gia của Singapore, Ông Tập Cận Bình đã khẳng định Biển Đông là của Trung Quốc một số đảo của Trung Quốc đang bị các nước khác xâm chiếm do vậy hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông là nhằm bảo vệ chủ quyền. 6 năm đã trôi qua từ khi dàn khoan Hải Dương 981 ngang nhiên thăm dò dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam các đảng cầm sản Trung Quốc và ông Tập Cận Bình lẫn đảng cầm sản Việt Nam và ông Nguyễn Phú Trọng đều cho thấy họ rất nhất quán đối với vấn đề Biển Đông. Trước Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12, Đảng Cộng sản Trung Quốc và ông Tập Cận Bình đã từng gia tăng áp lực để khẳng định Biển Đông là của Trung Quốc. Khi Đảng Cộng sản Việt Nam và ông Nguyễn Phú Trọng nhìn động thái đó theo kiểu nếu để xảy ra đụng độ gì thì tình hình bây giờ bất ổn thế nào? Chúng ta có ngồi đây mà ban việc tổ chức đại hội đảng được không? Vậy thì giờ đây, ngay trước đại hội toàn quốc của đảng cộng sản việt nam sắp tới trung quốc một lần nữa leo thang tranh chấp phủ nhận chủ quyền của việt nam tại biển đông là điều tất nhiên